người đẹp Tuyết Nguyễn và những khách mời danh dự đi cùng. Xin được trân trọng kính mời. Để thêm chụp hình không đã. Rồi tiếp theo ngay sau đây, hãy dành một đón tay dành cho một cô gái rất là quen với chúng ta và đặc biệt là những việc tình trạng cung cấp quý vị khán giả rất nhiều. Và ngay bây giờ một cô gái mà mọi người chờ đợi cũng khá là lâu rồi nha, Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú.